cao quá đi đi bộ không nổi. Giờ nó ba chở cô rồi kia. Bye bye. Bùi Thị Xuân đi xe không ta? Vision. Vision. Bùi Thị Xuân đi xe Vision. Sao anh em gặp lại ngày hôm nay quay một vở cải lương cũng là nói về nhân vật lịch sử nhưng lại là nhân vật lịch sử của Việt Nam chúng ta, đó là kịch bản Anh Hùng Tây Sơn. Đồng nghĩa đồng giai Trần Quang Diệu và nghệ sĩ Chú Công Viên. Giờ ra giờ đi anh. Tiếng nhạc lên mới được. Đẹp rồi đó. Bây giờ kêu nó bắt nhạc lên. Bắt cho nhạc mình... lên đi. Đó rồi tôi dọn cái thôi. Bắt nhạc lên cho chị dọn. Đó cả nhà chị Huyền đang quay chiếc đoạn gì? Tức ra rồi. Không? Ủa, ủa, cảnh này không hả? Nha. Hả? Bà chị. Đứa nào đỡ chị chứ? Em ơi, cái bối cảnh này em chị mai làm mà cho chị nó đạo hả? Ừ. Chủ đạo nhiều lắm á. Thôi quay đoạn đầu thôi, chút nữa tụi em phải cho cái ngay chợ bằng này nè. Chủ đạo nhiều, nếu mà... Hay là ở đây? Đó, đó, đó được. Hay là ở đây đi. Đó, đó được. Không, bây giờ đầu tiên hát nó đi, rồi chút nữa em anh đi qua đây. Mình rủ ra đây, nghe, bắt đầu tới vô hai công cổ sau á. Có thể là mới đầu diễn nó trước thì gồm khác ra ra ngoài này đi, chuyển qua đây đi. Lúc bắt đầu có vũ đạo nhiều em cho ra góc này đi. Nhưng mà có một cái cầu nào nhỏ bắt ngang không? Thiết kế có hai cái gỗ chứ chị không? Gỗ đây cũng được. Không vậy thôi mình cắt cảnh. Ra ngoài hả? Ở đây đẹp mà. Thì vẫn thấy mà. Vẫn thấy, vẫn thấy mà. Chị có ở ở ấy đi em xách xách máy cho. Chờ đó đi chờ. Có nghĩa là ấy. Đó thì hơi hẹp quá đó anh, nó không có chỗ cho mình ngồi. Chỗ này đi, trong chút nữa tụi mình chuyển qua. Đó, thì có khúc đầu mình diễn đây nhưng mà bắt đầu từ cái lúc mà sau cái bài sau cái bài kia đó. Đó. Lúc cuối cùng cho chị coi đi, chị chỉ cho chị cái gỗ gì? Sau cái giọng cổ đó là mình chạy ra. Nè, Nam Xuân là vẫn ở đây nè. Nam Xuân cái giọng cổ của anh vẫn còn đó đi. Em cắt cảnh qua ngoài được rồi. Okay. Em cắt cảnh qua. Giống như chị vừa bước qua đây hoặc là dắt ra giữa ống chiều chia ra lại đâu cắt cảnh là đi qua qua đây là được rồi, đúng rồi, đâu ai thấy cái cầu hay không cầu đâu, tưởng tụi mình đi qua rồi. Bây giờ chị mượn cái nha. Rồi anh ơi, vậy Duyên Trường Ngộ mình vẫn hát ở đây nha. Dạ. Chỉ có cái bài đâu Duyên Trường Ngộ ra ngoài rồi vừa dứt cái cơn chiến lục vô phu nhân có thấy không, là anh dìu em ra đây. Dạ. Nha phu nhân có thấy không? Dạ đúng rồi đó. Dạ. Rồi cảm ơn các em. Mấy cái là máy để đeo rồi. Hưng. Hả? Hưng. Dạ. Rồi không có gì hết, nhớ kêu vậy thôi. Ta nhớ cho ta chữ hát người hát chứ. Giống chị mà chị không nhớ gì. Rồi, được chưa? Đâu chị đứng đâu đây ông đạo diễn ơi. Ok. Lâu lắm rồi Ngọc Huyền mới quay lại cải lương nha. Và đặc biệt là cải lương tuồng cổ nữa nghe. Cả nhà nhớ ủng hộ nghe. Được phát trên đài truyền hình Đồng Tháp với chương trình là Còn Mãi Với Thời Gian.